Phần phim Conan mới tung hoành đất Nhật, thành công rực rỡ với hàng loạt kỷ lục phòng vé. Trước khi đổ bộ Việt Nam vào tháng 7 này, phim điện ảnh thám tử lừng danh Conan, tàu ngầm sắc màu đen, bộ phim điện ảnh thứ 26 về chàng thám tử bị teo nhỏ đã oanh tạc trên quê nhà Nhật Bản và xuất sắc đạt được hàng loạt những thành tích cực kỳ ấn tượng, đồng thời cũng được xem là phim chiếu rạp thành công nhất lịch sử của thương hiệu này. Bộ phim lấy bối cảnh tại Pacific Bay, một trụ sở hàng hải của Interpol có nhiệm vụ kết nối các camera an ninh trên toàn thế giới. Nhóm của Conan, theo lời mời của Sonoko, cũng đến đảo Hachijo để xem cá voi. Tại đây, Conan nhận được thông tin về một nhân viên Europol bị ám sát. Cùng với đó, tính mạng 23 ai, cựu thành viên tổ chức với mật danh Seri, bị đe dọa, rất có thể, thân phận của 23ra đã bị bại lộ trước Kim. Cùng điểm qua những con số ấn tượng mà phim điện ảnh thám tử lừng danh Conan, tàu ngầm sắc màu đen đã đạt được kể từ tháng 4 khi ra mắt tại xứ sở Hoa Anh Đào cho đến hiện tại. Phim điện ảnh Conan có doanh thu 3 ngày đầu công chiếu cao nhất từ trước đến nay. Bộ phim điện ảnh thứ 26 của thương hiệu thám tử lừng danh Conan chính thức khởi chiếu tại Nhật Bản vào ngày 14 tháng 4 năm 2023. Chỉ sau 3 ngày đầu tiên, thứ 6, thứ 7 và chủ nhật của tuần khởi chiếu, chàng thám tử nhí đã đạt được con số 2,17 nghìn vé bán ra, thu về tổng cộng 3,15 tỷ yên, tương đương 23,48 triệu đô la Mỹ, khoảng 514 tỷ Việt Nam đồng trở thành phim điện ảnh có doanh thu 3 ngày đầu công chiếu cao nhất từ trước đến nay của series. Cụ thể, danh sách các bộ phim điện ảnh Conan có doanh thu 3 ngày đầu tiên cao nhất tại Nhật Bản gồm có Tàu ngầm sắc màu đen, 2023, 3,15 tỷ Yên, Viên đạn đỏ, 2021, 2,22 tỷ Yên, Nàng dâu Halloween, 2022, 1,91 tỷ Yên, Cú đấm sa phia xanh, 2019, 1,89 tỷ Yên kẻ hành pháp zero 2018 1,67 tỷ yên. Đồng thời, phim điện ảnh thám tử lừng danh Conan, Tàu ngầm sắc màu đen cũng đứng vị trí số 3 trong danh sách những bộ phim anime có doanh thu 3 ngày đầu khởi chiếu cao nhất năm 2023, xếp sau phim điện ảnh Doraemon, Nobita và vùng đất lý tưởng trên bầu trời, doanh thu 3 83 tỷ và Thanh gương diệt quỷ, Đường đến làng rèn gương, doanh thu 4.06 tỷ. Lý giải sức hút phòng vé của Conan sau 3 thập kỷ, Thám tử lừng danh Conan còn trở thành một cái tên sừng sỏ tại phòng vé Nhật Bản với loạt phim điện ảnh. Trải qua lịch sử gần 3 thập kỷ, thương hiệu thám tử lừng danh Conan đã khẳng định vị trí quan trọng trong lòng khán giả đại chúng toàn cầu, đặc biệt là các fan tại châu Á, bắt đầu với những tập truyện tranh, giờ đây thám tử lừng danh Conan đã xuất hiện trong rất nhiều tập phim truyền hình, có cả một loạt phim điện ảnh riêng cùng các sản phẩm giải trí như trò chơi điện tử hay quà lưu niệm dành cho người hâm mộ. Nguyên tác truyện tranh trinh thám cuốn hút nhất mọi thời đại. Thám tử lừng danh Conan là bộ truyện tranh của tác giả Gosho Aoyama, được Sogakun, một trong những nhà xuất bản danh tiếng nhất Nhật Bản, phát hành năm 1994. Tác giả Aoyama lấy cảm hứng viết nên Thám tử lừng danh Conan từ những tác phẩm đình đám như Sherlock Holmes, Asen Lupin hay các bộ phim samurai của đạo diễn lừng danh Akira Kurosawa. Ra đời vào thời điểm dòng truyện tranh kỳ bí đang chiếm ưu thế trên thị trường, Thám tử lừng danh Conan nhanh chóng chiếm được cảm tình của độc giả. Bộ truyện xoay quanh nhân vật chính thám tử trung học tài ba Kudo Shinichi, con trai của một nhà văn trinh thám nổi tiếng và một nữ minh tinh được cả đất nước yêu mến. Kudo Shinichi được thừa hưởng cả ngoại hình và tài trí từ cha mẹ mình, cậu đặc biệt yêu thích việc tham gia phá án và thường xuyên giúp đỡ cảnh sát tìm ra chân tướng những vụ án hóc búa. Trong một lần theo dõi một vụ tống tiền, Shinichi đụng độ tổ chức áo đen và bị cho uống một viên thuốc đặc biệt, biến cậu trở về hình dáng một học sinh lớp 1. Nhằm che giấu thân phận, Shinichi lấy tên mới là Edoga Conan và sống tại nhà của Mori Ran, bạn gái của cậu. Cha của Ran là Mori Kogoro, cũng là một thám tử. Nhờ đó, Shinichi, hay giờ đây là Conan, có nhiều dịp tham gia điều tra các vụ án ở khắp nơi, thể hiện khả năng suy luận thiên tài của mình. Mỗi vụ án của thám tử lừng danh Conan thường kéo dài trong khoảng một vài chương, bắt đầu từ phần dẫn nhập về bối cảnh, giới thiệu lần lượt từng nhân vật cho đến khi xảy ra án mạng, quá trình tìm kiếm manh mối và suy luận của Conan cho đến cuối cùng là màn phá án đầy hồi hộp và bất ngờ dưới danh nghĩa thám tử râu quẻ Mori. Dù là một bộ truyện tranh dành cho lứa tuổi thiếu niên, song thám tử lừng danh Conan lại khá táo bạo trong việc sáng tạo các vụ án mạng, với rất nhiều hình thức gây án khác nhau, từ đơn giản đến công phu, cùng cả một câu chuyện mang đậm tính xã hội ở phía sau. Một số vụ án nổi tiếng nhất cả series có thể kể đến vụ giết người Sona ánh trăng, vụ ám sát tại thư viện Baker, vụ án người phụ nữ đỏ hay vụ án ngôi nhà nhện. Ám ảnh nhưng cũng đầy bất ngờ thám tử lừng danh Conan thành công giữ chân độc giả qua từng tập truyện. Trở thành một series truyện tranh trinh thám chất lượng và đồ sộ bậc nhất của xứ sở hoa anh đào. Thế nhưng, sự thành công của thám tử lừng danh Conan không chỉ dựa vào những vụ án ghê rợn. Tác giả Aoyama Gosho đã thành công tạo ra một thế giới riêng của bộ truyện, với một hệ thống nhân vật đồ sộ đến từ rất nhiều phe phái, đại diện cho các phe thiện, ác. Từ các tổ chức của thế giới ngầm, mà đại diện là tổ chức áo đen, cho đến các đặc vụ của các cơ quan điều tra, những nhân vật trong bộ truyện có mối liên hệ đặc biệt chặt chẽ với nhau. Mỗi người có những năng lực riêng, câu chuyện riêng, nên cho dù không phải nhân vật chính, họ vẫn có được lực lượng fan hâm mộ đông đảo. Trong đó, không thể không kể đến chàng thám tử học sinh Hattori Heiji, Hai Ba Ai, Akai Suchi và gia đình Akai, siêu trộm Kaito Kid hay Furia Ray, Zero, còn được biết đến với mật danh Bao Bân. Tất cả họ đã tạo nên một thám tử lừng danh Conan liên tục biến đổi, bất ngờ, không bao giờ nhàm chán dù trải qua hàng ngàn cháp truyện. Mỗi tập được xuất bản của thám tử lừng danh Conan có lượng tiêu thụ lên đến hàng triệu bản chỉ tính riêng thị trường nội địa, được xuất bản tại trên 20 quốc gia. Liên tục lọt top các manga bán chạy nhất mọi thời đại, duy trì sức hút không đổi sau nhiều năm. Tấn công màn ảnh rộng với doanh thu khổng lồ. Bước ra từ truyện tranh, cậu thám tử nhí Edoga Conan có cho mình một series riêng sản xuất bởi TMS Entertainment và phát sóng lần đầu trên kênh NTV. Trải qua hơn 30 mùa với trên 1.000 tập phim, series anime của thám tử lừng danh Conan giờ đây đã đồ sộ chẳng kém cạnh bộ truyện tranh. Cũng giống như bộ truyện, anime thám tử lừng danh Conan cũng gặt hái nhiều thành công khi lọc tốt các series anime được xem nhiều nhất và bán bản quyền cho trên 40 quốc gia. Không chỉ dừng ở lĩnh vực truyền hình, thám tử lừng danh Conan còn trở thành một cái tên sừng sỏ tại phòng vé Nhật Bản với loạt phim điện ảnh. Mỗi năm, một phim điện ảnh thám tử lừng danh Conan mới sẽ được ra mắt trở thành một điểm hẹn dành cho các fan của chàng thám tử nhí lừng danh. Thay vì các tập anime hay truyện tranh được xuất bản với tần suất dày hơn, một tập phim điện ảnh mỗi năm với cốt truyện hoàn toàn mới khiến các fan trở nên háo hức hơn rất nhiều. Việc thưởng thức thám tử lừng danh Conan trên màn ảnh rộng. Trong một bộ phim điện ảnh dài gần 2 tiếng với kịch bản tỉ mỉ, đồ sộ hơn hẳn, hay các hiệu ứng âm thanh, hoặc họa công phu là trải nghiệm cực kỳ đáng tiền dành cho các fan của thương hiệu này. Tính đến năm 2022, đã có 25 phần phim điện ảnh thám tử lừng danh Conan được phát hành. Các phim điện ảnh Conan thường có doanh thu rất ấn tượng tại thị trường nội địa, phần phim có doanh thu thấp nhất cũng đã đạt 1.1 tỷ yên tại phòng vé Nhật Bản, trong khi phần phim thứ 23, Cú đấm Saphir xanh đạt doanh thu lên đến 9.3 tỷ yên. Vượt mặt cả bom tấn mắt vô Avenger, Endgame tại thị trường Nhật Bản. Có thể nói, vị trí của thương hiệu thám tử lừng danh Conan trong lòng khán giả đại chúng tại Nhật Bản là không thể thay đổi dẫu cho có rất nhiều nhân vật hay thương hiệu phim truyện mới ra đời